Thưa quý vị, tại Long An, sáng nay ngày 12 tháng 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Cùng tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ. Khu dân cư ấp 8 xã Phước Tân Hưng có 417 hộ nghèo, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Ước đến cuối năm 2022, ấp chỉ còn 2 hộ nghèo. Tham dự tại ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận và phấn khởi trước kết quả mà nhân dân khu dân cư ấp 8 xã Phước Tân Hưng nói riêng, huyện Châu Thành nói chung đã đạt được. Phó Thủ tướng đặc biệt ấn tượng về diện mạo nông thôn Châu Thành ngày càng khởi sắc, nhất là sự hoàn thiện về hạ tầng giao thông nông thôn. Theo đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền trong tỉnh Long An tiếp tục quan tâm, tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội. Trong đó phải tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Đồng thời, quan tâm xây dựng các khu dân cư thật sự đáng sống, khu dân cư kiểu mẫu, có môi trường tốt, an ninh trật tự tốt. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trao tặng nhân dân khu dân cư ấp 8 số tiền 10 triệu đồng và một phần quà. Quỹ người nghèo của Trung ương trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết với trị giá 500 triệu đồng. Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu trao tặng 20 phần quà cho các hộ dân. Tỉnh Long An trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng và 10 triệu đồng cho khu dân cư ấp 8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng 5 phần quà cho các hộ dân. Ngoài ra, các cá nhân tổ chức khác cũng đã trao tặng 3 suất học bổng và 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này có 5 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì có thành tích trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2022. Ngay sau ngày hội đại đoàn kết, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ đã đến thăm hỏi tặng quà mẹ chị Năm anh hùng Trần Thị Khá, 110 tuổi, ở xã Phước Tân Hưng và thăm hai nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện tại thị trấn Tầm Chu.